Hôm nay giới thiệu các bạn một huyền thoại của Luckman được ra đời ở thế kỷ 20, đó là Luckman L85V. Đây là kế tiếp sự thành công của là L80 và L80V. Thì con 85V này nó thiết kế nặng hơn, nó nặng đến 14 kg, chiều ngang là 45, chiều cao 16 và chiều sâu là 31. Đây là con amply có công suất lớn của Luckman. Thời điểm đó mà công suất ra lo của nó đã là 160 cho một cặp 8 ôm, 320 cho một cặp 4 ôm thì rất là khủng rồi. Con này thì đối với riêng người chơi, những người chơi audio lâu năm mà nói thì đây là những cái dòng amply mà ai ai cũng ao ước sử dụng một lần trong đời. Tại vì cái dòng amply này đánh tiếng rất là hay, chắc, chi tiết và nó tiếng của nó giống như những cái dòng amply châu Âu, nhưng mà cái độ mềm, độ lực thì nó lại nhiều hơn. Ví dụ như các bạn đánh với những dòng JBL thì tiếng bass con này rất là căng chi tiết. Những dòng amply châu Âu thì nó chi tiết nhưng mà nó không căng lực bằng cái con Luckman 85V này. Con này thì nó sở hữu cho mình một cái mặt tiền là phay nhôm và các cái dòng chữ này nó đều là khắc vào bên trong hết. Các cái nút này các bạn nhìn rất là ngầu, nút bằng kim loại hết nha. Low nét chúng ta có thể để in hoặc là để defit là không có low nét. Các cái tần số cắt tầng bass trep nó sẽ có các tần số cho bass trep luôn. Linear thì các bạn để ở giữa này, nút input selector, máy móc hoạt động nghiêm chỉnh không ù xì gì nha. Bởi vì công suất nó lớn này, nó bố trí một cái miếng tản nhiệt rất là to ở phía sau này luôn. Speaker đánh được hai cặp AB điện 100V nha. Bây giờ mình thử một đoạn nhạc các bạn nghe này, mình chỉnh bass trep luôn nha. Ba lăng này, lo đấy này, dư lực luôn đấy này. Ta tiễn em về đi với lâm này, cái nút tép nó hơi dơ tí bụi. Về đời ấy mai này còn nhớ ta không? Em bước đi ta ngồi cùng với gió trăng, trong gió mưa xa mắt em dâu ngân lệ rơi. Khi bóng em về xa cuối trời, hơi theo cơn gió mưa về xóa chiếc hôn xưa. Ta suốt đêm nơi dài giống dỗi lang thang, vùi thân ra xe tìm em trong giấc mộng. Dẫu trong giấc cách xa là đớn đau, và xin em nhớ rằng có ta luôn đợi mong, và xin em nhớ nửa trái tim ta còn yêu người. Em bước đi, ta ngồi
cùng với gió trăng. Trong gió mưa xa, mắt em rộng ngất lệ rơi. Khi bóng em về xa cuối trời, gửi theo cơn gió mưa về. Và cái giá con này là 21 triệu nha các bạn, 21 triệu. Cái nội thất của nó thì mình sẽ dành video khác để mở cho các bạn xem. Nhưng mà yên tâm, máy rất là đẹp và nguyên bản, hoàn toàn nguyên bản nha. Nó chạy sò sắt, đánh rất là lực. Đây mình có một cái hình một con hồi trước mình có khui đây. Thì cái nội thất của nó đây. Đó. Nó dạng như là tầng phô to, rất là to. Hai tủ rất là lớn nha. Rất là lớn. 21 triệu, bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình. Bên mình có bán USB chép nhạc chất lượng cao, có loại 128GB là 800 ngàn, còn có loại 1000GB là 2 triệu rưỡi nha.